Tôi từng là nhân viên kiểm lâm làm việc trong một tháp canh cháy rừng. Nơi này có một loạt quy tắc khá kỳ lạ. Khi mới nhận công việc này, tôi không thể tin vào may mắn của mình. Là một người sống nội tâm, tôi rất thích đọc sách và ở một mình. Khi nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng kiểm lâm làm việc trong tháp canh, tôi đã vô cùng phấn khích. Làm việc qua đêm tại siêu thị Walmart không phải là công việc lý tưởng nhất trên đời. Có vài câu chuyện tôi có thể kể về thời gian đó nữa. Nhưng khi nộp đơn và được nhận vào làm, tôi thực sự rất hạnh phúc. Họ yêu cầu tôi trải qua một tuần đào tạo trước khi bắt đầu ca làm đầu tiên. Phần lớn là học qua sách vở khô khan và kiểm tra kỹ năng sơ cứu CPR. Họ hướng dẫn tôi về các công việc hàng ngày, rồi tôi lái xe theo họ đến tháp canh. Giữa ban ngày, nhìn lên tháp từ dưới chân là một cảm giác tuyệt vời. Tháp cao chót vót, lơ lửng trên không nhờ những trụ thép khổng lồ. Khi bắt đầu leo lên những bậc thang kim loại hẹp, có chút rỉ sét ở mép, tôi cảm thấy không còn hứng thú như ban đầu nữa. Thật ra, tôi khá sợ hãi. Tôi không thích độ cao cho lắm. Không phải kiểu chóng mặt hay mất thăng bằng gì, nhưng tôi vẫn thích đứng dưới mặt đất hơn. Khi chúng tôi lên đến đỉnh và mở cửa bẫy để bước ra sàn tháp, tôi mới bắt đầu cảm thấy khá hơn. Tôi mở cánh cửa dẫn vào bên trong tháp, nhìn quanh căn phòng khiến tôi quên hết cả chuyến leo trèo mệt mỏi vừa rồi. Căn phòng giống như một căn hộ nhỏ, có tủ lạnh nhỏ, bồn rửa, quầy bếp, tủ đựng đồ và một cái bàn nhỏ. Ở giữa phòng có một chiếc bàn lớn với bản đồ được dán cố định lên mặt bàn. Tất nhiên, cửa sổ bao quanh bốn phía, cho tôi tầm nhìn 360 độ, đúng như bạn mong đợi ở một tháp canh cháy rừng giữa công viên quốc gia. Quang cảnh thực sự đẹp đến ngỡ ngàng, tôi có thể thấy những dãy núi và thung lũng trải dài hàng dặm theo mọi hướng. Đây thực sự là giấc mơ của những nhiếp ảnh gia. Người kiểm lâm khác giải thích những gì tôi cần phải làm. Chúng tôi làm ca 24 giờ, nên sẽ có những lúc tôi cần ngủ, nhưng tôi phải đặt đồng hồ báo thức để dậy kiểm tra mỗi giờ một lần vào ban đêm. Ban ngày, tôi phải quét qua khu rừng mỗi 30 phút. Có một chiếc radio để báo cáo sự cố và một điện thoại để gọi đội cứu hỏa khi cần. Trong đầu tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh được trả tiền để chụp ảnh đẹp và ngồi đọc sách. Người kiểm lâm dặn kỹ tôi rằng điều quan trọng là phải đọc sổ tay quy tắc ngay từ đầu. Anh ta hỏi tôi có câu hỏi gì không, tôi bảo không. Anh ấy nhấn mạnh rằng tôi không được rời tháp dù bất cứ chuyện gì xảy ra cho đến khi có người đến thay. Sau đó, tôi theo anh ấy xuống những bậc thang hẹp để lấy đồ đạc từ xe của mình. Anh ấy lên xe tải, do dự một lát như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi chỉ chúc tôi may mắn và lái xe đi. Tôi phải mất 3 chuyến để mang hết đồ lên đỉnh tháp. Ở nhà, mang vài hộp thực phẩm vào nhà chẳng là gì. Nhưng ở đây, nó trở thành chuyện sống còn. Khi gần đến đỉnh, tôi vấp phải một bậc thang hẹp và suýt ngã xuống. Tôi dừng lại một lúc lâu để giữ thăng bằng trước khi tiếp tục leo lên. Tôi chợt nhận ra rằng công việc này có lẽ không dễ dàng như tôi tưởng. Tôi gạt suy nghĩ đó sang một bên và tiếp tục mang thêm 2 chuyến nữa. Những chuyến này chủ yếu là đồ dùng cơ bản, sách, sạc điện thoại, máy ảnh. Khi đã lên đến nơi, tôi ngồi phịch xuống ghế. Tôi chuẩn bị chợp mắt thì nghe thấy tiếng rè rè từ chiếc radio. Tôi bật dậy và chộp lấy nó. Alo, tôi nói, nhưng không ai trả lời. Tôi đoán đây là cách nhắc nhở khéo léo của người kiểm lâm rằng đã đến lúc kiểm tra. Nhưng việc mang 3 chuyến đồ qua những bậc thang nguy hiểm đã làm tôi mất khá thời gian canh lửa. Thực ra, đã gần một tiếng kể từ khi người kiểm lâm kia rời đi. Tôi từ từ quay người quanh phòng, kiểm tra từng phần của khu rừng để xem có khói không, nhưng không thấy gì cả. Sau khi hoàn thành lượt kiểm tra đầu tiên, tôi tự thưởng cho mình một chai nước trong lúc cất đồ thực phẩm. Mấy cái tủ không phải là trống rỗng, nhưng cũng chẳng có gì hấp dẫn. Gần như cả một kệ toàn đậu hầm không khiến tôi hào hứng lắm. Nhưng tôi cũng có đủ đồ dùng cho vài ca trực. Tôi để bánh mì lên quầy bếp và cất thịt nguội vào tủ lạnh. Tôi sẽ mua thêm vài món khác vào lần mua sắm tới. Khi xong việc cất đồ, đã đến giờ kiểm tra tiếp theo. Mặt trời bắt đầu lặn nên tôi lấy máy ảnh và chụp vài bức tuyệt đẹp. Tôi không thể chờ để tải chúng lên máy tính khi về nhà. Nhìn quanh phòng, tôi thấy cuốn sổ tay quy tắc. Tôi nhận ra mình vẫn chưa đọc nó. Thở dài, tôi cầm cuốn sách lên ngồi vào ghế. Tôi chắc rằng nó sẽ khiến tôi buồn ngủ ngay. Khi mở sách ra, một tờ giấy ghi chú rơi ra. Tôi nhặt tờ giấy lên và đọc. Những quy tắc thực sự. 1. Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, không được rời khỏi tháp canh cho đến khi có người đến thay. 2. Tắt hết đèn từ 2 giờ đến 3 giờ sáng. 3. Nếu nhận được tín hiệu radio hoặc cuộc gọi trong khoảng thời gian này,
đừng trả lời. 4. Nếu có ai gõ cửa bẫy vào thời gian này, hãy bảo họ chờ đến sáng. Tuyệt đối không mở cửa. 5. Nếu thấy một vật phát sáng tiến về phía tháp, đừng nhìn vào nó. Che mắt lại và đếm đến 50. Khi mở mắt ra, nó sẽ biến mất. Nếu không, tiếp tục che mắt và đếm lại. 6. Nếu động vật bao vây tháp, đừng xuống kiểm tra. Hãy bắn súng pháo sáng lên trời 2 lần cách nhau 1 phút. Sau đó khóa mình trong phòng tắm và cầu mong điều tốt nhất. Tôi đặt tờ giấy xuống và nhìn chằm chằm vào nó. Đây là trò đùa à? Họ đang trêu chọc người mới sao? Tôi chẳng hề mong chờ bị quấy rối lúc 2 giờ sáng đâu. Tôi bỏ tờ giấy trở lại trong cuốn sổ và lướt qua sổ tay quy tắc. Nó đúng là một đống quy tắc tiêu chuẩn nhàm chán. Cho lần kiểm tra tiếp theo, tôi quyết định dùng ống nhòm. Phần thưởng là tôi thấy một con gấu và 3 con nai. Tôi lấy máy ảnh ra chụp vài tấm, nhưng zoom không đủ để có được bức ảnh thật sắc nét. Dù vậy, vẫn có thể nhận ra đó là một con gấu, nhưng ảnh hơi mờ. Tôi quyết định sẽ mua một chiếc máy ảnh mới với khoản tiền lương đầu tiên. Cảnh đẹp như vậy mà không thể chụp ảnh đẹp thì thật phí phạm. Chẳng bao lâu sau hoàng hôn, ánh sáng dần tắt, bầu trời rực lên một màu cam tuyệt đẹp. Tôi chụp thêm vài bức và thực hiện kiểm tra. Khi đang định quay vào trong, tôi bất chợt thấy một cột khói mỏng ở đằng xa. Tôi lấy ống nhòm ra để nhìn kỹ hơn, nhưng có quá nhiều cây cản tầm nhìn. Tôi lấy la bàn ra xác định hướng chung, rồi cầm radio báo cho người kiểm lâm trực. Tôi nói với anh ta rằng tôi phát hiện một đám cháy, cung cấp hướng và khoảng cách ước chừng. Anh ta xác nhận và bảo sẽ đi kiểm tra. Tôi dán mắt vào ống nhòm, chờ xem khói có giảm bớt không. Từng phút trôi qua như kéo dài vô tận khi khói vẫn tiếp tục bốc lên. Gần nửa giờ sau, radio vang lên. Này, người mới, người kiểm lâm nói. Anh tìm thấy nó chưa? Anh dập tắt chưa? Tôi vẫn thấy khói. Có phải tôi báo nhầm vị trí không? Tôi nói dồn dập. Khoan đã, anh ấy bảo. Mọi thứ ổn mà, đó chỉ là lửa trại thôi. Cái gì cơ? Lửa trại, anh ta nhắc lại. Không có gì phải lo. Lửa trại, tôi lẩm bẩm như người mơ ngủ. Anh cần thấy khói nhiều hơn, dày hơn và đen hơn trước khi gọi báo cháy. Tôi đứng im lặng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đừng buồn, người kiểm lâm cười nói. Ít nhất anh chưa gọi cho đội cứu hỏa. Tôi nhìn về phía chiếc điện thoại, biết rằng mình đã suýt làm điều đó trong vài phút tới. Cảm ơn, tôi nói. Xin lỗi về việc đó. Đừng lo, nhóc, anh ta nói. Ít nhất anh đã cẩn thận thay vì để khu rừng cháy rụi. Tôi đưa tay lên che mặt và lắc đầu. Thế là tiêu tan ấn tượng tốt ban đầu. Ánh sáng nhạt dần, chỉ còn lại những tàn dư cuối cùng của hoàng hôn khi bầu trời chuyển từ xám đục sang đen kịt. Khi bóng đêm bao trùm hoàn toàn, tôi bắt đầu nhận ra mình cô đơn đến nhường nào ở đây. Việc kiểm tra từ trong tháp gần như không thể. Đèn bật sáng khiến mỗi khung cửa sổ đều trở thành một chiếc gương phản chiếu hình ảnh tôi đang nhìn lại chính mình. Một mình trong chiếc hộp gỗ treo lơ lửng cách mặt đất gần 30 mét, không khí trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết. Tôi bước ra ban công, hít thở làn không khí mát lạnh của buổi tối. Bóng tối như đè nặng, tôi chẳng thể thấy gì. Làm sao mà tôi có thể nhìn thấy khói được chứ? Tôi chậm rãi đi quanh ban công, nhìn mờ mờ về phía những hàng cây. Khi mắt đã quen với bóng tối, tôi có thể nhìn thấy một vài hình dáng của những ngọn núi và cả ánh sáng nhạt mờ ở phía xa từ thị trấn gần nhất. Thật may mắn khi biết rằng thế giới vẫn tồn tại và tôi chưa bị nhấn chìm hoàn toàn vào màn đêm đen kịt này. Sau khi hoàn thành kiểm tra, tôi quay lại vào trong. Sau khi ra ngoài trời tối om, ánh sáng trong phòng quá chói lóa. Tôi tắt đèn trần chính và đèn ở lối vào. Căn phòng dịu lại trong ánh sáng vừa đủ để nhìn mà không bị lóa mắt. Bầu không khí trong căn phòng trở nên quá yên ấm, khiến tôi thấy buồn ngủ. Tôi nằm xuống trên chiếc giường gấp, ngạc nhiên vì nó thoải mái hơn tôi tưởng, và nhanh chóng nhắm mắt lại. Khi tỉnh dậy, tiếng nhiễu sóng từ radio vang lên. Tôi với tay định trả lời, nhưng một cảm giác mơ hồ trong đầu bảo tôi đừng làm thế. Tôi nhìn đồng hồ, 2 giờ 12 sáng. Tôi đứng chết chân, nhìn quanh căn phòng đang sáng đèn. Tôi nhớ lại những quy tắc kỳ lạ đã đọc trước đó. Tôi đưa tay tắt đèn, khiến căn phòng chìm trong bóng tối. Khi mắt dần quen, tôi có thể thấy vài thứ lờ mờ. Nhìn ra cửa sổ, tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngay lúc đó, tiếng radio lại vang lên. Lần này kèm theo giọng nói yếu ớt giữa những âm thanh nhiễu loạn. Tôi đứng chờ xem liệu có ai gọi lại không. Một phút sau, tiếng nhiễu sóng lại xuất hiện. Lần này giọng nói nghe rõ hơn một chút. Giúp tôi, một giọng yếu ớt nhưng khẩn thiết vang lên. Tôi với tay định nhấc máy radio,
nhưng linh tính khiến tôi liếc nhìn đồng hồ trước. 2:23 sáng, tôi lưỡng lự và không trả lời. Những quy tắc kỳ lạ, tôi nghĩ, nếu chúng là thật thì sao? Tôi đã phá vỡ một quy tắc là bật đèn. Chuyện gì xảy ra khi phá luật? Tôi ngồi trong im lặng, vừa muốn biết câu trả lời, vừa sợ hãi điều có thể xảy ra. Lần này, tiếng gọi qua radio vang lên rõ ràng hơn. Giúp tôi, không ai nghe thấy tôi sao? Tôi cần giúp đỡ, giọng nói nghe đầy tuyệt vọng, không rõ là nam hay nữ. Nó có một chất giọng kỳ lạ mà tôi không thể xác định được. Tôi đấu tranh với ý nghĩ phải trả lời, không biết liệu có bị sa thải vì không làm tròn nhiệm vụ hay không. Đây chính là lý do tôi ở đây, để trả lời những cuộc gọi như thế này. Nhưng đầu óc tôi cứ vương vấn những quy tắc đó. Từng phút trôi qua như hàng giờ. Ba lần nữa giọng nói tuyệt vọng vang lên qua radio, mỗi lần càng khẩn thiết hơn. Tôi nhìn đồng hồ, đếm từng giây cho đến khi đồng hồ chỉ đúng 3 giờ. Lúc đó, tôi mới nhấc máy radio lên. Ai vừa gọi cần giúp đỡ, vui lòng cung cấp vị trí để tôi có thể báo cứu hộ, tôi nói. Đây là ai? Giọng đáp trả qua radio. Tôi là nhân viên kiểm lâm đang trực tháp canh lửa. Vậy, nhân viên kiểm lâm à, tôi đã ở trên kênh này cả đêm và đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng của anh. Không thể nào, tôi nghĩ, tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi cầu cứu trong suốt giờ qua. Tôi nói, anh chắc chứ, chắc chắn, tôi còn ghi lại giờ từng cuộc gọi. Vậy tại sao anh không trả lời chúng cho đến bây giờ? Tôi ngừng lại, tôi có thể nói gì đây? Vì một danh sách quy tắc kỳ lạ đã bảo tôi đừng trả lời. Nhân viên kiểm lâm, tôi lúng túng. Tình huống ngoại lệ, giọng nói lặp lại, như đang cân nhắc từng chữ. Và tình huống đó là gì? Ai đó đang cố ép buộc tôi giải thích. Tôi không thể nói rõ được. Ý anh là, ngủ gật và vi phạm quy tắc. Giọng nói bỗng trở nên trầm hơn, khàn đục hơn và nghe có vẻ đe dọa. Tôi đông cứng, tôi vẫn chưa bật đèn, để lại căn phòng chìm trong bóng tối ma quái, khiến tôi cảm thấy dễ bị tấn công. Tôi từ từ nhìn xung quanh, cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ và nhớ lại cảm giác bị theo dõi trước đó. Anh có thể nhìn quanh bao nhiêu cũng được, nhưng sẽ không thấy tôi đâu, giọng nói vang lên. Bây giờ đã sau 3 giờ, tôi nói, hy vọng không để lộ nỗi sợ trong giọng. Anh không thể làm gì tôi, giọng nói cười khẽ, nhưng đó không phải là một âm thanh dễ chịu. Bình thường thì đúng là vậy, tuy nhiên, anh đã phá luật, nhỡ tôi không biết về quy tắc thì sao? Tôi cố gắng bám lấy hy vọng mong manh, thử hay đấy, nhưng anh biết rằng sau 3 giờ thì mình sẽ an toàn. Chết tiệt, tôi nghĩ, nó đã nhận ra điều đó. Vậy anh muốn gì? Tôi hỏi, sợ hãi câu trả lời. Chúng tôi đói, giọng nói giờ đây như hòa lẫn nhiều giọng nói cùng một lúc. Xuống đây và để chúng tôi ăn. Chân tôi như nhũn ra khi tôi loạng choạng đến cửa và bước ra ban công. Mặt trăng đang dần lên, chỉ một nửa, chiếu ánh sáng mờ nhạt xuống màn đêm. Tôi nhìn xuống và thấy hơn chục con vật lớn bao quanh tháp, tạo thành một vòng tròn. Mỗi con đều đang ngẩng lên nhìn tôi. Tôi lao trở lại bên trong và khóa chặt cửa. Tôi điên cuồng tìm kiếm đèn pin. Khi đã tìm thấy nó, tôi vồ lấy điện thoại để gọi trạm kiểm lâm. Không có tín hiệu, tôi gác máy và thử lại, nhưng vẫn không có gì. Tôi lấy điện thoại di động ra nhưng chẳng có tín hiệu. Tôi ngừng lại để bình tĩnh lại một chút. Được rồi, tôi nghĩ, mình đang sợ hãi quá mức. Nhưng thực sự có chuyện gì xảy ra? Một kẻ quái dị trên radio, vài con thú quanh tháp, danh sách quy tắc này chỉ làm mình hoảng loạn thôi. Ngay khi đó, tôi nhìn ra ngoài và thấy một ánh sáng ở phía xa, trông giống như một chiếc máy bay. Vấn đề là nó đang bay thẳng về phía tôi. Ánh sáng đó có gì đó thôi miên. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào luồng sáng đang nhanh chóng tiến đến cho đến khi nhận ra nó sắp đâm vào tháp. Tôi vội lao đến góc phòng đối diện và dùng những gì có thể làm chỗ ẩn nấp. Nội thất trong phòng khá đơn sơ, nên tôi kéo cái ghế đến chắn trước mặt. Tôi che mắt lại và hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra. Tôi thậm chí còn lẩm bẩm vài câu cầu nguyện kiểu, tôi hứa sẽ sống tốt nếu anh giúp tôi thoát khỏi chuyện này. Những giây phút dài lê thê trôi qua thành phút, không có gì xảy ra. Tôi liếc nhìn qua mép bàn, ánh sáng đã biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tự hỏi tại sao tôi không nghe thấy âm thanh động cơ nào. Có lẽ là vì tôi quá bận rộn tìm chỗ trú ẩn. Rồi đột nhiên tôi nhớ ra, tôi vội lấy cuốn sổ tay và tìm danh sách quy tắc. Đúng rồi, quy tắc số 5, nếu thấy một vật phát sáng bay về phía tháp, đừng nhìn. Hãy che mắt lại và đếm đến 50. Khi mở mắt, vật đó sẽ biến mất. Nếu không, tiếp tục che và đếm lại đến 50. Tôi đọc lại các quy tắc và nhận ra bao nhiêu điều đã xảy ra giống như trong đó. Lúc đó,
Tôi đã nghĩ có thể đây chỉ là một trò đùa tinh vi, các kiểm lâm khác muốn trêu chọc người mới. Nhưng có quá nhiều điều tôi không thể giải thích được, những cuộc gọi qua radio, ánh sáng phát sáng, đám thú quanh tháp. Rồi tôi nhận ra mình đã phá vỡ quy tắc khác. Tôi chưa bắn pháo hiệu như được hướng dẫn. Tôi lục lọi tủ nơi để đồ dùng khẩn cấp và tìm thấy khẩu súng bắn pháo. Tôi lấy hai quả pháo sáng và bước ra ngoài ban công. Trong đầu tôi bắt đầu tự hỏi liệu bắn pháo hiệu có phải là ý hay khi nó có thể gây ra cháy rừng không. Trong khi công việc của tôi là ngăn chặn điều đó, thì tôi nghe thấy một âm thanh lạ. Tôi nín thở và lắng nghe kỹ hơn. Đó không chỉ là một âm thanh, mà là nhiều âm thanh cùng một lúc. Tôi nhìn qua lan can xuống mặt đất và thấy đám thú đều đang gầm gừ, móng vuốt cào vào mặt đất, chúng đang tự kích động. Tôi lùi lại và nạp pháo đầu tiên, sau đó giơ súng lên và bắn. Pháo sáng bay lên, tỏa sáng rực rỡ một màu đỏ thẫm cho đến khi trọng lực làm chậm tốc độ và kéo nó rơi trở lại. Tôi theo dõi kỹ để đảm bảo rằng pháo sáng đã tắt và ghi nhớ nơi nó rơi, đề phòng bất trắc. Tôi chờ một phút rồi bắn quả pháo thứ hai, cũng theo dõi kỹ nơi nó đáp xuống. Sau đó, tôi quay trở vào bên trong và trốn trong phòng tắm như quy tắc đã dặn. Trong lòng tôi biết rõ rằng mình sẽ an toàn khỏi đám thú chừng nào không xuống thang. Bỗng tiếng radio vang lên, làm tôi giật mình suýt chết. Tháp lửa số 5, một giọng nói vang lên. Tôi đã thấy pháo hiệu của anh. Đang trên đường tới, anh có bị thương không? Không, hiện tại thì chưa, tôi trả lời. Tôi sẽ giải thích khi anh tới. Đã rõ, tôi đang trên đường. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách nghĩ xem sẽ xin việc ở đâu tiếp theo. Tiếc rằng công việc này có lẽ không suôn sẻ. Tôi tự hỏi mình sẽ nói gì với kiểm lâm khi anh ta đến. Tôi không thể nói thật được. Nhưng còn có thể nói gì khác? Có vài con thú ở dưới chân tháp khiến tôi sợ hãi. Tôi thực sự đã nghĩ đến việc gọi lại và bảo anh ta đừng đến nữa, khi tôi cảm thấy có tiếng bước chân nặng nề trên những bậc thang phía dưới của tháp lửa. Chắc là tôi đã mơ màng và để thời gian trôi qua. Tôi bước ra khỏi phòng tắm và tiến về phía cửa bẫy. Anh đến rồi à? Tôi nói qua radio khi đang đưa tay mở chốt cửa bẫy. Nhanh thật, anh đang nói gì vậy? Giọng rõ ràng từ radio đáp lại. Tôi chưa đến đó, tôi khựng lại khi cảm nhận tiếng bước chân đến gần hơn. Anh đang ở đâu? Tôi nói khẽ, tôi chỉ vừa mới thấy tháp. Tôi còn cách khoảng một dặm. Lời anh ta nói như một cú đấm giáng vào tôi. Tôi nhìn xuống chốt khóa mà mình đang định mở và từ từ rút tay lại. Anh đang đến từ hướng nào? Tôi hỏi. Phía đông nam. Tôi nhìn về hướng đó và quả nhiên, tôi thấy có đèn pha đang tiến lại gần. Tiếng radio lại vang lên, nhưng lần này giọng có vẻ hơi khác. Tháp lửa, bỏ qua tin nhắn vừa rồi, giọng nói vang lên. Tôi đã ở đây, hãy mở cửa cho tôi vào, làm ơn. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa bẫy, như thể nó muốn cắn tôi. Tháp lửa, mở cửa cho tôi vào, giọng nói nhấn mạnh hơn. Tôi lùi lại khi có thứ gì đó bắt đầu đập mạnh vào cửa bẫy với lực lớn. Những tấm ván rung chuyển sau mỗi cú đập. Tôi bước vào bên trong, khóa cửa lại, rồi chặn cửa bằng chiếc ghế duy nhất trong phòng. Tháp lửa số 5, tháp lửa số 5. Tôi không biết ai đang nói chuyện với anh nhưng đó không phải là tôi. Đừng mở cửa, nhắc lại, đừng mở cửa. Tôi lùi vào phòng tắm với khẩu súng bắn pháo hiệu trên tay và khóa cửa. Tiếng đập vào cửa bẫy càng ngày càng to hơn. Tôi biết nó không thể chịu thêm nhiều cú đập nữa. Cả căn phòng rung chuyển sau mỗi cú va đập. Tôi nhắm mắt lại và lần này cầu nguyện thực sự. Rồi sự cứu rỗi của tôi đến dưới dạng tiếng động cơ xe bán tải. Tôi biết kiểm lâm thật sự đã tới. Tôi nghe thấy nó tiến đến gần. Rồi dừng lại, có một khoảnh khắc im lặng đáng sợ, rồi tiếng súng vang lên. Hết phát này đến phát khác, liên tục. Sau đó, có một khoảng dừng, rồi thêm nhiều tiếng súng nữa. Tiếng đập vào cửa bẫy ngừng ngay khi chiếc xe tới. Bây giờ đã an toàn rồi, kiểm lâm, anh có thể mở cửa ra, giọng nói vang lên qua radio. Tôi đặt tay lên nắm cửa, mỉm cười, định bước ra để chào đón người cứu mạng mình. Thì nghe thấy một tín hiệu radio yếu ớt. Đừng, đó không phải là tôi, giọng nói yếu ớt vang lên. Một nhịp tim sau, tiếng la hét bắt đầu. Đó là tiếng hét đau đớn khủng khiếp, làm ruột gan tôi thắt lại. Tôi nghe thấy nó phát ra từ phía dưới. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngã quỵ xuống sàn, quằn tròn người lại khi tiếng la hét kéo dài mãi không dứt. Tôi nhắm chặt mắt và cố gắng không hình dung cảnh người kiểm lâm tội nghiệp kia bị xé nát bởi thứ gì đó kinh hoàng. Chẳng mấy chốc, tiếng hét nhỏ dần, như thể nó đang di chuyển ra xa. Tôi ngồi lắc lư, ôm chặt đầu gối cho đến khi sự mệt mỏi đưa tôi vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi nghe thấy những giọng nói lạ gọi tên mình.
Tôi mở mắt và thấy mình đang bị vây quanh bởi những người mặc đồng phục màu xanh. Tôi hoảng loạn và lùi lại nhanh nhất có thể cho đến khi lưng tôi đụng vào tường. Bình tĩnh nào, một người nói. Không sao rồi, tôi nhìn quanh căn phòng như một con thú bị dồn vào chân tường, sẵn sàng chiến đấu để thoát ra. Anh có bị thương không? Anh ta hỏi. Tâm trí tôi chạy đua để nhớ lại mình đang ở đâu. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Mặt trời chiếu rọi và tôi có thể thấy những đám mây xanh. Mọi thứ từ đêm qua ảo ạt quay về trong tâm trí tôi. Tôi nhìn quanh phòng nhưng không thấy điều gì bất thường. Tôi không bị thương, tôi nói với nhân viên y tế. Anh có thể kể cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra ở đây không? Một kiểm lâm nói từ phía sau họ. Tôi nhìn qua cuốn sổ tay chứa danh sách các quy tắc và trong một khoảnh khắc, đã định nói với anh ta đọc chúng. Không, tôi chỉ nói đơn giản. Tôi có thể về nhà được không? Viên kiểm lâm nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng muốn có câu trả lời và không có được khiến anh ta bực bội. Anh ấy có đủ tỉnh táo để lái xe không? Kiểm lâm hỏi nhân viên y tế. Họ kiểm tra tôi từ đầu đến chân, huyết áp, phổi, nhịp tim và không tìm thấy điều gì đáng lo ngại. Tôi nghĩ về mặt thể chất anh ấy ổn. Nhân viên y tế nói. Viên kiểm lâm thở dài. Được rồi, anh ta nói. Nhưng tôi sẽ muốn nói chuyện với anh vào ngày mai. Tôi gật đầu và đứng lên, thu dọn đồ đạc và bắt đầu bước về phía cửa. Khi đến cửa bẫy mở, tôi chần chừ khi thấy nó đã bị chém nát bằng một chiếc rìu. Tôi bước một bước thử nghiệm, rồi thêm bước nữa. Sống sót sau một đêm kinh hoàng mà lại ngã xuống vài tầng cầu thang sẽ thật là mỉa mai. Khi tôi bước xuống, tay nắm chặt vào lan can, tôi thấy mọi người đang bận rộn bên dưới. Họ đang nhặt vỏ đạn bằng găng tay và bỏ chúng vào túi nhựa. Tôi có thể thấy những vệt máu rải rác ở đây và đó, nhưng không có thi thể nào, dù là người hay động vật. Tôi thấy vệt máu kéo dài vào trong rừng. Tôi đứng yên trên bậc thang cuối cùng một lúc lâu, tự hỏi liệu mình có được phép bước xuống mặt đất hay không. Tôi bước xuống và lao thẳng về phía xe của mình. Tôi khởi động xe và lái đi thật nhanh. Vừa khi tôi rẽ vào con đường sỏi, một con nai bước ra trước mặt tôi. Tôi phanh gấp và trượt dừng lại, chỉ cách nó vài centimet. Nó không di chuyển, chỉ đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Khi nhìn kỹ hơn, tôi thấy có máu trên mũi và miệng của nó. Tim tôi hẫng một nhịp khi thấy một mẩu phù hiệu của kiểm lâm bị mắc trên gạc của nó. Đôi mắt nó nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi đạp lùi, rồi chuyển sang số tiến, lách qua con nai và phá vỡ mọi giới hạn tốc độ để về nhà. Tôi gọi cho sếp và nghỉ việc ngay khi về đến nhà. Sau đó tôi thu dọn đồ đạc và bắt đầu tìm kiếm một công việc ở thành phố. Có lẽ tôi có thể tìm được một nhà kho yên tĩnh để trông coi. Nhưng nếu có bộ quy tắc kỳ lạ nào, tôi sẽ bỏ đi ngay. Không cần hỏi han gì thêm.